Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng giải các câu hỏi trong project số 5, đề số 1, môn Excel 2016 phần Specialist trong cái bộ thi Microsoft Office Specialist của Microsoft. Ở đây thì với cái tình huống mà chúng ta đang đứng ở project số 5 thì chúng ta đang ở trong tình huống là đi bán xe và bán xe đạp ạ. Và you are the administrative assistant for a retail store that sells bicycles. Tức là các bạn đang là trợ lý về quản trị của một cái nhà nhà bán lẻ về xe đạp. Một nhà bán lẻ xe đạp đấy. You have been tasked to modify a workbook to report the sales for the first quarter. Đại ý là các bạn đang cần phải điều chỉnh cái sổ tính của mình để làm cái báo cáo bán hàng cho quý 1. Thì cái tình huống này họ đưa ra cũng chỉ để chúng ta nhìn thấy là có thể là cái hoàn cảnh mà người ta đang điều chỉnh file ở đây. Chứ còn trong cái phần tình huống này thì người ta không không chưa giúp chúng ta là chỉ định rõ là có thể là chúng ta sẽ dùng chức năng gì giống như một số các cái tình huống khác. Đó rồi, cái này không vấn đề gì lắm và chúng ta vào cái task số 1 đã. Thì trong cái công việc số 1 chúng ta cần phải hoàn thành ấy thì các bạn sẽ có là gì? Config the first sales worksheet. So, giờ nói chung là ở trong cái sheet là quý 1 sales đây. So, browse 1, 2, 3 remain visible as you scroll vertically. Tức là chúng ta phải làm thế nào để các dòng 1 và dòng 3 nó luôn hiển thị khi mà chúng ta di chuyển dọc. Thì các bạn biết là ở trong Excel, ta kích trở lại vào cái bài làm và cho biết là khi Excel cho lăn chuột lên xuống như thế này thì các dòng ở phía trên nó sẽ biến mất và yêu cầu của bài là làm sao để dòng 1 đến dòng 3 nó được cố định. Thì đơn giản thôi, đầu tiên là các bạn sẽ phải nghĩ là xem mình dùng chức năng gì. Thì nếu các bạn nhớ được chức năng thì tốt, nếu các bạn không nghĩ ra chức năng thì các bạn cần phải học lại, được chưa? Rồi, thì ở đây chức năng mà ta dùng sẽ là chức năng freeze pane. Freeze pane nó sẽ cố định từ cái phần 1 đến phần 3 này, nói chung là nó sẽ đóng băng phần đấy lại. Thế bây giờ muốn free span từ 1 đến 3 thì rất nhiều người chọn cái là gì nguyên dòng 4 nhưng thực ra không cần thiết. Ta chỉ cần đứng vào ô A4 thôi. Còn nếu mà tại sao các bạn không chưa rõ về cái việc là tại sao ta chỉ cần đứng ô A4 được thì các bạn vui lòng xem lại các video về free span ở trên kênh YouTube của tôi. Còn ví dụ như tôi đứng ở dòng 4, ô A4 đây chẳng hạn và tôi vào cái thẻ là view. Vì cái này liên quan đến việc là chỉnh giao diện mà. Đó. Trong view thì ta sẽ thấy cái phần free span và ta nhấn free span. Sau khi nhấn free span thì các bạn lăn chuột xuống và thấy dòng 1 đến 3 được đóng băng lại rồi, như vậy là ổn. Câu này có thể đánh dấu mark complete là hoàn thành. Đây. Rồi ta sang câu thứ hai. Câu thứ hai thì add the subject equipment draft to the document properties, tức là chúng ta sẽ phải thêm một cái subject có nội dung là equipment draft vào cái thuộc tính của tài liệu. Thì cái vụ này chúng ta sẽ phải biết là thuộc tính của tài liệu nó nằm ở đâu để cho thêm này vào. Thì thuộc tính của tài liệu nó sẽ nằm ở trong cái phần đây, tôi copy luôn. Mà đây là tôi làm nhanh thì tôi copy cái này chứ bài thi thật thì các bạn không copy ở đâu. Bài thi thật thì các bạn sẽ phải tự gõ tay thôi. Rồi. Cái thuộc tính của tài liệu tức là thuộc tính của chính cái file thì thông thường những gì liên quan đến file là sẽ nằm ở trong thẻ file thông thường thôi nha. Và trong file info này các bạn sẽ có phần properties nằm bên này và các bạn chỉ đơn giản là đi tìm project, à xin lỗi, subject. Nhưng mà ta không thấy subject ở chỗ này. Nếu các bạn muốn có được cái subject này thì hoặc ta nhấn cái nút properties chọn advanced property và ta thấy được subject đấy luôn. Hoặc thực ra thì nếu các bạn lan qua chuột xuống phía dưới sẽ thấy một cái nút là Show All Properties, có nghĩa là các cái trường ở đây nó chưa được hiện ra hết thì ta nhấn Show All Properties thì toàn bộ các trường thuộc tính nó sẽ hiện lên và các bạn có thể tìm thấy cái subject đây rồi. Ok, và các bạn phải gõ đầy đủ nó vào nhé. Còn đây là bài thi thử cho nên tôi có thể copy để dán lên được, chứ bài thi thật là các bạn gõ tự gõ hết rồi. Xong, như vậy là câu số 2 đã hoàn thành. Nhấn lại thử xem có chắc chắn không. File info subject đây rồi. Ok. Rồi, câu số 2 hoàn thành, ta đánh dấu đã hoàn thành. Ta sang câu số 3. Config the Excel to always print sales range A1 to F17. Tức là chúng ta sẽ phải cấu hình làm sao cho cái file Excel này nó luôn luôn in những cái vùng, những cái ô ấy trong cái vùng từ A1 đến F17 trong sheet là quý 1 sales này
Thì A1 đây. Rồi F17 lan xuống, giữ Shift kích qua đây cái là được A7 F11. Sau đó sẽ phải nhớ được cái chức năng này, chức năng gì? Luôn in vùng đấy, chứ không phải là chọn đấy trong file print và print selection, hai đấy khác nhau. Rồi, print selection là in tạm bợ lúc đấy thôi, chứ còn luôn in vùng này thì chúng ta sẽ phải dùng một chức năng này đặt cái vùng in nó luôn như vậy. Và nếu các bạn nhớ được chức năng đấy thì nó có tên là gì? Print area. Và nói về việc in ấn thì thường ta sẽ vào thẻ page layout, và trong này các bạn sẽ thấy cái chức năng là print area ở đây. Rồi nhấn print area, ta sẽ có là set print area, do tôi chọn rồi mà, cho nên ta chỉ cần nhấn set print area cái là xong. Và nếu cẩn thận thì các bạn có thể kích ra ngoài, kích đâu đấy để bỏ vùng in và Ctrl P để thử xem. Đó, như vậy là ổn rồi đấy. Rồi, câu số 3 đã hoàn thành, ta đại mark complete tiếp. À, ta sang câu số 4. On the first sales, first cutter sales worksheet, vẫn là cái sheet này. Rồi, insert the function in cell B19 xuống OB19. Rồi, that calculate all sales from the total column. Tức là chúng ta sẽ phải đặt một cái công thức làm sao để nó tính tất cả những cái phần đã bán ra trong cái total column. Nói nào nhỉ? Đơn giản, tức là nó tính tổng cho cái cột total. Rồi. Thế thì tại OB19 thì ta viết dấu bằng. Hàm tính tổng thì các bạn biết rồi, sum, gõ chữ sum cái xong tab để cho nó viết hoa đầy đủ kia. Các bạn không gõ tab mà các bạn shift mở ngoặc cũng được. Nhưng mà shift mở ngoặc thì nó không hay lắm, các bạn nên có thói quen dùng phím tab. Rồi, ta có hàm sum ở đây và cái bảng này đã được insert table rồi, cho nên các bạn không cần phải lên và chọn các ô nữa, mà chúng ta chỉ cần đơn giản rê chuột vào đầu cột total. Lúc con chuột nó hiện mũi tên dọc kia cả. Cái này chỉ dùng đối với những cái dữ liệu là đã có insert table nha. Đấy, thì cái này có. Cái kích một phát thôi là nó sẽ chọn được nguyên cái cột total trong cái bảng là table 1 đây. Thế còn nếu các bạn làm bình thường kiểu kia cũng được. Rồi chúng ta kích vào trong ô F4 này, xong cho xuống dưới này, xong giữ shift kích ở đây. Thì cũng được, nó cũng như vậy. Tuy nhiên là đấy, nếu làm nhanh và thông thường các cái bảng ở trong Excel, các bài kiểm tra đây là người ta dùng chức năng table rồi, thì việc rất thuận tiện là tại sao ta kích đây cái là xong. Nhưng mà không làm mà chúng ta cứ phải đi chọn như theo cái cách cổ điển thì nó không hay. Ok, chỗ này xong, đóng ngoặc cả Enter. Rồi, câu số 4 này đã xong. Nếu các bạn cảm thấy không tin lắm với kết quả ở đây, các bạn có thể thử lấy một cái máy tính xong bắt đầu ngồi cộng từng tô, từng tô này xem là nó đúng hay sai. Câu số 4 này xong rồi, tôi đánh dấu mark complete. Tôi sang câu số 5. Câu số 5 là trong cell B4. Nào, ta đi xem B4 ở đâu. Rồi, lên đây, đúng ô B4 rồi đấy. Của cái sheet này. Insert a function that joins description and style, tức là chúng ta sẽ phải nối hai cái gì đấy, chắc là hai cái trường là description và trường style trong cái from the category worksheet, catalog worksheet. Rồi trong cái sheet catalog, thì trong sheet catalog này có hai cái trường là description và style, thì ta phải ghép hai này lại. Từ separate by a hyphen, separate by a hyphen tức là nó ghép lại nhưng mà nó sẽ phải phân cách bằng cái dấu nối. Dấu nối thực ra là dấu trừ thôi. Đây cái dấu trừ các bạn nhìn thấy đây. Đây là example người ta đưa cho cái ví dụ này. Đây. Include a space on both sides of the hyphen. Tức là cái dấu nối đấy phải có hai khoảng trống ở hai bên. Đó. Thì ta có thể nhìn thấy ví dụ đây là người ta sẽ ghép cái description và cái phần gì đây, styles. Và giữa đây có một cái dấu trừ. Ở dấu trừ này thì hai bên có dấu cách. Thế thôi. Thế thì trong ô B4 cho quay trở lại ô, chúng ta quay trở lại sheet quý 1, đúng ô B4 rồi, cho viết dấu bằng. Và chúng ta phải ghép hai cái lại. Ghép thì các bạn biết rồi, có thể dùng cái dấu và. Tuy nhiên, trong đầu bài người ta nói là insert the function, có nghĩa là các bạn phải dùng hàm. Hàm concatenate chẳng hạn. Đây. Đúng cái hàm là hàm này. Đó. Các bạn vào cái phần hàm đây concatenate chẳng hạn. Rồi chúng ta tap một cái. Thì đấy nó sẽ hoàn thành cái hàm này cho chúng ta. Chỗ này các bạn không được dùng chọn ô thứ nhất và xong lại gạch cách này gạch rồi cách tiếp rồi và tiếp, không được dùng thế, mà ở đây bài yêu cầu dùng hàm thì chúng ta phải dùng hàm. Và chúng ta sẽ có cái text số 1 là cột description, tức là OD4 trong cái cột description đây. Rồi sau đấy chúng ta xem cái dấu phân cách ở đây là dấu gì, dấu phẩy. Thường thì cái máy kiểm tra người ta sẽ cài theo máy tiêu chuẩn thôi,
Cho nên chính vì thế đã là máy tiêu chuẩn thì thường cái dấu phân cách của nó cũng sẽ là dấu phẩy chứ không phải dấu chấm phẩy đâu. À, rồi. Nhưng mà tôi cứ nói các bạn chú ý dấu chấm phẩy đi cho cẩn thận. Và nữa đấy là một thói quen viết hàm tốt. Rồi sau khi chúng ta chọn được ô D4 rồi trong phần description rồi chúng ta nháy đôi cách trừ cách nháy đôi để chúng ta có cái dấu nối với hai cái khoảng trống hai bên. Rồi, tiếp phải cái nữa để sang tham số thứ ba. Tham số thứ ba chính là cái phần style. Rồi sau khi xong cái hàm này rồi ta đóng ngoặc enter và chúng ta đã có cái kết quả hàm trả ra đây. Các bạn thấy là gì, trong cái này người ta có insert table rồi cho nên là cái hàm nó tự động nó chạy xuống. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái task số 5 và đánh dấu task này hoàn thành. Bây giờ xem mình có được điểm không? Các bạn nhấn nút Great Project bởi vì tôi đang dùng chế độ training của Geometrics cho nên là các bạn thấy là gì? Là tôi có thể nhấn nút Great Project và xem mình ồ may quá, được rồi, đã có điểm. Và nếu các bạn làm bài thi thật thì nhấn cái nút đấy xong là chúng ta sẽ tiếp tục qua project tiếp theo chứ không phải là cho được nhìn cái điểm mình đây đâu. Rồi. Như vậy là tôi đã hoàn thành cái project số 5, nhấn continue thì tôi sẽ sang project số 6 nhưng mà project số 6 tôi sẽ quay trong cái video tiếp theo. Thế còn nếu các bạn có thêm bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở trên này. À, các bạn có thể tham gia nhóm Facebook để có những vấn đề câu hỏi đặt ra cho có thể lên trên nhóm Facebook đang câu hỏi trên đấy để những người khác có thể cũng biết vấn đề và họ thứ nhất có thể giúp bạn giải quyết. Cái thứ hai nữa nếu họ có vấn đề thì họ cũng sẽ được giải quyết chung luôn ở trong đây. Rồi, đương nhiên các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với tôi theo cái email và số điện thoại ở trên này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video vừa rồi. Chào các bạn.